You're listening to a podcast series from the Etc. Production. Xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip, uống gì không? Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình thấy có một vài biến thể thành là Have a Ship, có thuyền không? Have a Seat, có ngồi không? Have a Ship, có cừu không? Này, nói chung là tên thì biến thể có gì cũng được. Nhưng mà có mấy điều mà luôn luôn không thay đổi, đấy là khách mời. Khách mời thì mình hay chọn khách mời có nhiều chữ. Mọi người cũng rất là hay hiểu cái chữ nhiều chữ ở đây là người viết lách. Nhưng thì mình nghĩ chữ không chỉ có nghĩa là con chữ không. Nó còn bắt nguồn từ việc là bạn đọc bao nhiêu, là bạn dùng những cái kiến thức mà mình đọc hay là những cái trải nghiệm cuộc sống mình chuyển vào công việc của mình như thế nào. Và mình tin là, thì mình hay tin là khách mời của chương trình là những người mà dù ngành nghề họ làm gì, có liên quan trực tiếp đến chữ nghĩa hay không, thì họ cũng đều tiếp xúc với con chữ khá nhiều. Và hôm nay thì mình có khách mời là gọi là CEO, nhạc sĩ, ca sĩ, người nhiều chữ, Tiên Cookie. Chào Tiên đến với Have a Sip. Xin chào chị Minh, chào mọi người. Vừa rồi thấy ca sĩ là không chịu nhận, đúng không? Bởi vì là đã làm CEO. Vâng, cũng không hẳn ạ. Không phải là không nhận ca sĩ vì làm CEO, mà đơn giản là em không muốn làm ca sĩ thôi. Cái hành trình này do là thì Minh và Tiên là biết nhau khá lâu. Mình còn nói đùa là cứ 7 năm thì phỏng vấn một lần, bởi vì là từ cái show đầu tiên mà thì Minh phỏng vấn Tiên, là Tiên còn nhớ không, Ghế Đỏ. Có chứ ạ. Và lúc đó là thì Minh làm một cái series là Hit Makers, tức là những cái người mà tạo hit ở trong V-pop đó. Và lúc đó cách đây khoảng 10 năm thì đã là Tiên Cookie đã có mặt. 7 năm sau thì Minh phỏng vấn bạn trên Không Cách Không Về. Lúc đó thì cũng đã nhiều cái danh nghĩa là đại diện cho công ty 1989S. Còn bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì nếu mà CEO không hẳn, ca sĩ không hẳn, bạn sẽ miêu tả bạn như nào? Khó để miêu tả em trong một từ nào đấy lắm. Mà thực ra em cũng không phải là người mà thích tự miêu tả bản thân. Càng không thích là miêu tả bằng những cái chức danh như kiểu là CEO hay là ca sĩ hay là nhạc sĩ hay là gì đấy. Em thấy nó không đủ để nói về con người mình ấy, và nó cũng không chính xác. Nói về câu chuyện là nói về con người mình thì mình hay mời mọi người uống cái gì đấy, đúng không? Xong rồi hay bảo mọi người là hãy từ cái đồ uống của mình đoán xem là mình là người như thế nào. Đó, và hôm nay khoảng 7 giờ sáng thì lúc mà chúng tôi quay hình là khoảng 9 rưỡi. 7 giờ sáng thì mình có hỏi Tiên ơi, Tiên uống gì? Tiên còn nói là em uống nước thôi. Thế cốc nước này miêu tả gì với bạn nào? Miêu tả em là một người healthy buổi sáng. Buổi sáng khi chưa ăn gì thì tốt hơn hết là mình uống nước lọc. Anh nghĩ thế. Thực ra em không phải là người hay uống nước ấy. Ok. Nhưng mà thì mình vẫn tin là nó ngoài cái việc là mình healthy không á, nó cũng nói rất là nhiều về cái như thế nào nhỉ, về cái status ở thời điểm hiện tại. Như ví dụ như là mọi người sẽ quen thấy là thì mình hay uống cà phê, tức là cà phê nó như một cái đồ uống mà nó đại diện cho mình, và mình đã từng coi nó là cái công tắc trong việc sáng tạo. Tức là mình bước vào một cuộc họp thì mình sẽ chọn uống cà phê này, chuẩn bị brainstorm một cái ý tưởng gì mới, uống cà phê này. Thời điểm này thì mình thấy là mình phụ thuộc quá nhiều vào nó, và mình quyết định là chuyển sang là mình uống cực kỳ ít cà phê, chỉ một cốc buổi sáng thôi, và mình sẽ chuyển sang uống một cái gì đấy mà mình nghĩ là đúng là nó healthy, nhưng mà nó kiểu đấy, một cái cốc trái cây này. Cái này là một cái bản dạng mà thực ra chính bản thân mình không có quen. Nên là quay về cái cốc nước lọc thì mình nghĩ là có phải Tiên ở cái thời điểm mà hình như bạn cũng không cần phải màu mè hoa lá hẹ gì nữa không? Em nghĩ là em chưa bao giờ là một người màu mè hoa lá hẹ. Mà thời điểm này thì thực ra đúng là cái ly nước này nó cũng nói lên được nhiều thứ. Ví dụ nó nói lên được cái chuyện mà em đang rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Em thay đổi thói quen, ví dụ đi ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, tập thể dục, chơi cầu lông, uống nước lọc. Thì thực ra bình thường em cũng không uống nhiều các loại chất lỏng nói chung. Em chỉ uống nước lọc và nước trái cây. Chỉ còn cà phê thì em không biết uống, rượu bia cũng không.
nhìn cái cốc nước nó có một cái vẻ đẹp của cái việc kiểu nó trong veo và nó rất là clear, tức là nó rất là rõ ràng. Bạn cũng có phải là người trong công việc thì cực kỳ rõ ràng không? Đúng ạ, em rõ ràng. Mình nói một chút về về cái, thực ra hôm nay thì mình định có nhiều người, mình đọc comment của mọi người hay viết ấy, mọi người hay nói là thôi Have a Sip đừng mời những người nổi tiếng nữa đi, mà hãy mời những người mà họ có thể nói chuyện được nhiều về câu chữ. Và thành ra mình định đố Tiên là hôm nay không nhắc đến chữ nhạc thì có được không? Được ạ, bất cứ thứ gì chị muốn. Cái đố đầu tiên là thì mình đố là hôm nay quay sáng được không? Đúng, thì là Tiên đã chấp nhận thử thách. Cái thử thách thứ hai là mình thử không nói về nhạc, mình nói một cái gì đấy ngoài nhạc ra xem như thế nào. Cái thử thách thứ ba là nhìn cái đống sách ở trên bàn. Đây là tất cả những thứ gia tài thì mình có, mà nó rất là ngẫu hứng. Tại vì thỉnh thoảng có ai tặng mình này, rồi thỉnh thoảng mình mang một cái cuốn gì đấy để mình nghiên cứu này, hay là thỉnh thoảng mình kiểu như ship từ Tiki về này, hay là có cái đấy, cũng có khách tặng nhiều. Nhìn cái đống sách này thì bạn đã cuốn nào bạn đọc rồi? Có cái Nim ở chị Nguyễn Phi Vân là cái tôi của tương lai, là cuốn sách mà thì mình cũng đã phỏng vấn chị Vân và chị Vân mang đến đây tặng. Chưa đọc đúng không? Em đang cố tìm một cái cuốn nào đấy mà em đọc rồi. Nhưng mà Tiên cũng là người rất là hay đọc sách. Thế cái cuốn gần nhất bạn đang đọc là gì? Em em vừa đọc xong một cái cuốn mà nó hơi phục vụ công việc một tí. Nhưng mà nó lại là một cái công việc mà em chưa thể tiết lộ ngay được, tại vì nó liên quan đến một ca sĩ khác. Một cái công việc mà nó khi mà thực ra nó là một cuốn sách về thời trang. Fashion business manual. Thế à? Nên là nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà thực ra gần đây thì thực ra em có một cái thói quen là cứ sau mỗi năm thì em cứ đọc xong một cuốn nào thì em sẽ viết vào một cái nốt. Thế là sau mỗi năm thì là mình sẽ dở ra là mình xem là năm vừa rồi mình sẽ đọc cuốn nào. Thế là nó nói lên được rất là nhiều về bản thân mình trong cái năm đấy, trong cái giai đoạn đấy. Thế năm vừa rồi bạn đọc những cuốn nào? Có cái cuốn nào mà nghĩ ngay một, nghĩ là nghĩ đến thấy nó luôn không? Thực ra rất là ít những cái cuốn mà đọc xong em cảm thấy vô cùng tâm đắc. Mà thời gian gần đây, khoảng một vài năm gần đây, đa số những cái cuốn em đọc là nó để phục vụ công việc ấy. Chứ em bắt đầu bớt bớt đọc những cái cuốn mà để mình thích hay là kiểu để thư giãn. Kiểu mỗi lần mà bây giờ mà đọc những cái cuốn mà kiểu để mình thích, để thư giãn thì cảm giác như kiểu hơi phí à? Cứ có lỗi ấy. Ok, thì cái này cũng hay nhá. Đúng, tại vì có những cái thời điểm là mình đọc sách hoàn toàn là để có những, như thì mình từ hồi nhỏ, mình đọc từ nhỏ thì là cứu rỗi linh hồn mình, tức là nó mở ra một cái thế giới. Chắc là Tiên cũng chia sẻ cái đam mê đấy từ hồi đấy. Nếu mà bạn đã có một cái người bạn hỏi thì mình là cái điều gì mà khiến cho mình có vẻ khác với người khác, thì mình đều rút ra là đấy là việc hồi bé do mình đọc rất nhiều. Và mình và hồi đấy không có internet thì cái thế giới của mình nó đến từ sách cực kỳ nhiều. Nhưng hồi đấy mình đọc những cái cuốn kiểu trinh thám ấy. Tức là mình thích kiểu bây giờ thì gọi chữ rẻ tiền thì không đúng, nhưng mà nó rất là dễ đoán. Nhưng hồi đấy thì mình thấy nó có một cái sự hưng phấn tột độ, chứ không ai từ bé mà đã đọc những cái cuốn triết lý sâu xa, đúng không? Đúng. Nhưng mà để Tiên, để mà tạm gọi là nếu mà không phải là công việc thì cái kiểu sách nào Tiên sẽ mê? Chị đoán thử xem. Cái trong cái câu hỏi của không nghe không về nhá, mình đòi hỏi về phim. Đúng không? Tức là nhiều khi kiểu có thể nói chuyện rất deep. Và những người mà có chỉ số kiểu EQ, EQ với lại IQ cao á, cứ tưởng là học đọc cái gì rất là xoắn não, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ xem và đọc cái gì rất là xến, rất là lãng mạn, đúng không? Tức là thích tiểu thuyết lãng mạn. Thực ra cũng không hẳn. Thực ra xem phim thì em sẽ xem những cái thứ mà đấy, như là em sẽ đã nói chứ không kém về những cái thứ mà xến. Càng xến càng đời thường em càng thích. Nhưng mà thực ra đọc thì em lại không thích đọc những cái tiểu thuyết lãng mạn tình yêu lắm. Đón nhầm. Đọc thì thường em sẽ khi mà mình được thưởng cho mình một cái cuộc đọc mà nó có chất lượng về tâm hồn mình thì em sẽ thích đọc những cái thứ ok, cũng có thể liên quan đến tình yêu nhưng đa phần là liên quan đến cuộc sống, mà nó hơi có một tí chiêm nghiệm
triết lý ở trong đấy. Ví dụ là gì? Ví dụ như em rất là thích tác phẩm của cứ sơ đi không sao. Nhà văn người Đức. Gần đây nhất thì là em đọc cái cuốn của ông ấy nói về dòng sông. Nói về câu chuyện dòng sông. Thế để mở lại ra xem. Sao chị nghi vậy? Chính là cái cuốn chị đọc thế nhỉ? Hermann Hesse là cái gì? Chờ em tí xem. Chị cũng không bao giờ nhớ tên tác giả cả. Nhưng mà chị em cũng thường không để ý lắm. Gần đây đọc Câu chuyện dòng sông. Câu chuyện dòng sông. Ừ. Thế à, thế không biết rồi. Câu chuyện dòng sông. Trước đấy em cũng đọc một cái cuốn nữa. Nói chung là nó cũng hơi hơi triết lý một tí. Thì đấy, em sẽ cảm thấy thoải mái khi được đọc một cái cuốn truyện nào đấy. Nhưng mà tất nhiên nó phải có cái ý nghĩa bên trong. Chứ em cũng không, kể cả những cái thời gian mà mình thoải mái nhất, mình tặng cho mình một cái cuộc đọc, thì mình cũng không đọc những cái thứ mà để nó trôi đi luôn. Em muốn là kiểu vừa đọc mình sẽ vừa chiêm nghiệm được một cái gì đấy. Thế nhưng mà làm thế nào mình nhìn khi mình đối diện một cuốn sách, hay là mình đi vào một nhà sách, hay là mình có một loạt các cái đề sách, làm thế nào để mình biết là đây là một cái cuốn mà nó có khả năng đưa ra một số các triết lý sâu sắc? À, thì thường thường mỗi lần mà đi xem sách ở trong nhà sách thì em đi ở trong đấy rất là lâu. Thường thường em sẽ ở trong đấy cỡ khoảng 2-3 tiếng gì đấy. Thế là mình có đọc có một tí. Thực ra bây giờ thì có smartphone mà, cho nên là thường thường là cái process chọn sách của em sẽ là nhìn xem là có cái cuốn nào mà bìa đẹp. Bìa đẹp này, xong rồi tên hay. Đấy là đấy. Cũng mang tính cảm tính đấy đúng không? Có cảm tính. Sau đó thì em sẽ Google ngay tại chỗ. Là cái cuốn này nói về cái gì. Thế à? Thì đấy, sau rồi em sẽ đọc thử. Em đọc thử khoảng em, khi mà em đọc thử thì em lại quan tâm đến ví dụ cái mục lục, cái cách mà người ta hệ thống vấn đề, cái cách mà người ta đưa ra cái nội dung như thế nào. Sau đó thì em check cái văn phong. Nếu là cái văn phong của nó, văn phong của người ta hợp mình thì em sẽ mua. Wow, thế thì là cũng là cực kỳ nhiều các cái chi tiết. Vâng ạ. Chứ thì mình là theo kiểu là tên này, bìa này là đã đủ để nhảy vào rồi. À, thì nhảy vào rồi xong rồi đọc, chị có đọc thử ngay tại chỗ không? Hay là chị sẽ mua luôn xong rồi về chị nhà? Có chị có thử. Và đặc biệt chị thích những cái cuốn mà nó không thử được, tức là nó bọc ni lông kín và không cho mình thử. Em sẽ đòi bóc ra. Cách để em bóc ra. Em sẽ đi tìm khắp nơi một bạn nhân viên ở đấy và chị ơi em có thể đấy, thế ạ. Thì tất nhiên các chị sẽ bảo là có em. Thế em bóc ra em đọc thôi. Em không thích cái cảm giác mà kiểu cầm về một cái quyển sách mà rất đẹp, tên rất hay, xong rồi về đọc chưa hưởng, là em rất ghét cảm giác đấy. Em phải check ngay tại chỗ và đảm bảo nó ok, xong về em sẽ đọc. Nhưng mà cũng sẽ có những lúc là dù mình check hết tất cả mọi thứ, về mình vẫn chưng hửng. Thế xong em giải quyết cái chưng hửng đấy như thế nào? Em sẽ bỏ cái quyển đấy luôn. Và thường thường thì cái cảm giác của em là mình có thể pass quyển này cho ai nhỉ? Này, chị thấy em hay cho chị mấy cuốn sách mà có phải là... Không, anh lại thế. Không, nhưng thực ra em, ví dụ như em tặng sách cho chị thì là em tin là cái cuốn sách đấy nó hợp với chị. Thì những cái cuốn mà em không thích thì nó đơn giản chỉ là cái cuốn nó không phù hợp với em thôi. Thì em tin là nó sẽ phù hợp với một người khác. Thì em sẽ... Từ giờ chị rất nghi ngờ. Không. Những cái cuốn sách em đưa chị là những cái cuốn mà rất là ok. Ok, đúng rồi. Nhưng mà thường là những cái cuốn mà em mang về mà em cảm thấy fail thì em sẽ không muốn nhìn thấy nó ở trong nhà. Em sẽ pass ngay. À, và Tiên có một cái cuốn sách yêu thích. Cũng vì Tiên mà thì mình mới quyết định đọc cuốn đấy. Mặc dù cái cuốn đấy là cái cuốn mà mình nhìn thấy nó quá nhiều rồi và nó bị liệt vào cái kiểu danh sách những cái thứ mà ai cũng đọc. À, Bắt Trẻ Đồng Xanh ạ? Ừ, đúng rồi. Ôi, cái quyển đấy, cái bìa nó siêu đẹp. Đúng rồi. Em phải có 5 quyển ở nhà. Tại vì là khi mà em có một quyển, nhưng khi em chia sẻ ở trên truyền thông hay là mạng xã hội là em thích quyển đấy, thì các bạn fan cũng sẽ cứ gửi tặng em quyển đấy. Nhưng em cũng không thích biết là tại sao, tại vì em đọc rồi mà. Thì mọi người cứ gửi tặng về những quyển đấy, thì em có rất là nhiều những quyển đấy ở nhà. Em thích cái bộ sách đấy. Lần nào đi ở hiệu sách thấy nó em cũng dừng lại. Mà rồi em rất... Chị đố em, em có biết ai cái bản Việt Nam á? Vâng. Ai thiết kế cái bìa sách đấy không? Không ạ. Ai đấy ạ? một người đã lên Have a Sip rồi. Đấy là Bút Chì, Đỗ Hữu Chí. Và chị cũng nói là trong cuộc đời mà làm các cái bìa sách của chị thì là đấy là cái bìa chị thích nhất. Tuyệt vời. Bởi vì là
lúc mà nhận được cái đề thì nó quá khó đi, không được dùng ảnh, chỉ được dùng màu và chữ đấy, thì là cái phông chữ đấy đúng kiểu bắt trẻ đồng xanh nó đấy thì trẻ con một tí. Ờ và cái màu xanh con đấy rất là áo đúng không kiểu ôi em thích phong. Em thích cái nhân vật đấy, nó rất là có cái sự mâu thuẫn đấy, tức là cái bìa thì trông nó kiểu rất là solid, nó đúng kiểu nhưng mà bên trong thì nó bên trong em thích những cái sự đối lập như thế. Kiểu nhân vật siêu nhố nhăng mà siêu bậy hay mà mà cái nhân vật đấy cũng cực kỳ là gây mâu thuẫn cho mọi người, vì có những người sẽ rất thích như em nhưng có những người bảo là kiểu không thể tiêu hóa được cái nhân vật này. Thì mình không nhớ là trong cái diễn đàn nào thì mọi người đấy, nhưng ví dụ nhá, khi em đọc một cái tác phẩm nó có cái sự mâu thuẫn á, thì em có hay em có cái sự mâu thuẫn đấy trong em không, hay là em hay là em là một kiểu người sẽ rất là kiên định với cái em mâu thuẫn chứ. Thực ra em nghĩ là đa phần chúng ta mâu thuẫn mà. Tại vì chắc là con người thì quá phức tạp ở trong vấn đề tâm lý, nên là rất là khó để một ai mà kiểu vô cùng kiên định. Thực ra kể cả kiên định lựa chọn về cuộc sống, về công việc, nghề nghiệp thì cũng chỉ ở trong một cái giai đoạn nào đấy thôi. Chứ em nghĩ là khó để có thể mà cứ luôn luôn là cứ nhìn thẳng như thế này. Mà đa phần là mình sẽ bị sao nhãng, đa phần mình sẽ mâu thuẫn, mình sẽ khó trong những cái lựa chọn. Nhưng mà khi mình phát hiện ra một cái mâu thuẫn ấy, một cái sự mâu thuẫn ấy, trong đầu mình này, cái cách giải quyết của em thường là gì? Em chỉ thường im lặng, lắng nghe và quan sát bản thân mình thôi. Thì nói chung đa phần thời gian là em cũng hay im lặng. Nhưng mà khi có một cái vấn đề gì đến nó xảy đến trong tâm trí của mình thì em lại càng im lặng hơn. Em thật sự muốn biết là mình đang ở trong tình trạng gì, mình đang cảm thấy gì, và mình đang thực sự muốn gì. Em cực kỳ quan tâm đến cái chuyện mình đang muốn gì. Xong rồi từ cái chuyện muốn gì, mình cảm thấy gì thì em sẽ suy ngược lại là tại sao mình lại có cái cảm giác đấy. Ví dụ như tại sao mình lại muốn cái công việc này, tại sao mình lại cứ phải nhất nhất làm cái việc này. Thì có một cái điều gì đấy sâu xa đằng sau nó, có thể là một vấn đề liên quan đến quá khứ của mình chẳng hạn. Hồi nhỏ của mình có vấn đề gì mà đến khi lớn rồi mình cứ nhất quyết rồi mình muốn cái này. Thì em sẽ cố gắng truy đến tận cùng vấn đề. Cái đấy kể cả trong việc đấy là một cái bài tập. Thực ra với Tiên thì nó ở hơi cái thế hơi bị động một chút, tức là Tiên giải quyết. Nhưng mà đây là cái bài tập về suy nghĩ mà thì mình hay thích lắm. Tức là mỗi lần mà mình nghĩ một cái gì đó thì mình rất là hay cố gắng là track lại là thế tại sao mà nó lại dẫn đến cái việc này. Cái này thì mình rất là khuyên mọi người dùng nhá, là mình hay có một cái ý tưởng nó xuất hiện và mình rất là hay hân hoan quá với cái khoảnh khắc mà có ý tưởng. Nhưng mà cái hành trình mà nó dẫn đến cái ý tưởng đấy thì nó rất, thì mình hãy tin vào cái hành trình đấy hơn. Và đôi khi nó giống như là việc là mình đến một cái điểm đến, nhưng mà đôi khi mình cái con đường dẫn đến mình không có một cái ý thức để một cái mục đích là nếu lần sau mình định đến cái chỗ đấy nữa thì mình biết đường. Thì cái này là cái việc mà, nhưng thì mình thích cái việc là đôi khi là chúng ta phải quay lại trong, cũng chính là làm ở Vietcetera mà đọc nhiều những cái bài viết về tâm lý á, bắt đầu mình mới hiểu là à, có rất là nhiều thứ của bản thân mình hiện tại nó không phải là do ngay thời điểm này mình quyết định, mà là do toàn là những ảnh hưởng của rất là nhiều năm, đặc biệt là những cái năm mình lớn lên ấy. Đấy, những cái năm mà từ lúc 17, 18 tuổi một cái chuyện gì đấy, ví dụ câu chuyện tình yêu với mình là như vậy đấy, là mình có một cái sang chấn đúng nghĩa ở cái thời điểm 17, 18 thì mất rất là nhiều năm mình chật vật với tình yêu. Đấy, thì khi mà mình tìm được lại cái điểm mà khởi đầu đầu tiên ấy, thì nó rất là nhẹ lòng, bởi vì mình cảm giác là à thôi cái con đường này tôi biết rồi, miễn là tôi không đi phải cái con đường đấy nữa. Cái điều này nó mang cả ý nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Đấy, nếu mà cái chuyện những cái trải nghiệm tiêu cực thì mình sẽ track, mình sẽ biết là à cái chuyện này nó không lặp lại nữa. Đấy, còn tích cực thì mình sẽ mỗi lần mình thấy à đấy, thì mình sau này thì mình cũng nói hay nói với Tiên về cái chuyện là mình rất là thích những cái lúc mà tâm trạng mình nó thư giãn để nghĩ ra được ấy. Sau khi mình track lại mình thấy là mình rất hay nghĩ ra trong lúc tắm này, trong lúc đi massage này, trong lúc đánh răng này, bằng máy này. Đấy, nên là mỗi lần muốn nghĩ ấy, thì mình quay lại làm đúng cái việc đấy. Nhưng mà chị có chắc là khi mà chị đã truy ngược về ra cái gốc ấy thì là nó sẽ chấm dứt không? Kể cả ngay cả khi mà chị đã biết là lý do tại sao lại tôi làm cái việc này, tôi quyết định cái chuyện này, tôi gặp những cái khó khăn này, thì khi mà chị đã biết cái gốc rồi, chị có nghĩ là nó sẽ quay lại không? Hay là nó đã chấm dứt từ đấy? Quá khó để trả lời, không thể biết là nó có dứt được hay không, đúng không? Nhưng mà như Tiên nói thôi, đấy là ít nhất mình biết. Mình biết thì còn hơn là mình không biết. Đó. Còn nó cũng nhẹ nhõm hơn được rất là nó nhiều. Cũng tùy theo vấn đề. Thùy Minh là người
siêu tích cực. Tức là mình cứ biết được là mình đã ok. Có những cái việc nhá, một cái trải nghiệm mà hình như thì mình cũng không hay nói nhiều đâu. Thế nhưng mà hôm nọ có một cái người hỏi một cái câu là cái điều gì mà mình mặc dù là người rất là tích cực nhưng nó sẽ có những cái gì mà nó vặn được cái nút tiêu cực của mình nó nhanh nhất. Cái gì mà ngay lập tức nó làm mình buồn bực ngay. Thì khi có một người hỏi thì mình hay ở ơi đấy là mình hay đẩy theo hướng tích cực ấy. Ơi đấy là khi mọi người không thích ý tưởng của tôi thấy điều đấy cũng hay thôi, bởi vì là chứng tỏ là mọi người không quen với ý tưởng đấy. Nhưng mà sau đấy nhìn sâu vào nhá, thì mình có một cái trải nghiệm đấy là thực ra mình rất là ghét đọc comment tiêu cực. Mình đã dẫn chương trình bao nhiêu năm mà chỉ còn một người nói là dẫn chán đấy. Là tự dưng mình đã tức là đấy, thì cái đấy là một thứ là đúng là như Tiên hỏi là nó mình có thoát được nó không? Rõ ràng mình track được, nó track về hết cái thời điểm mà thì mình từ lúc vào nghề đã là hay có những comment tiêu cực về mình này. Đến mẹ mình có suốt ngày body shame mình nữa thì nó xong. Hôm qua có trêu là hôm qua là ngày của mẹ, cái câu mà mẹ hay nói mà bạn hay nhớ nhất nữa. Mẹ nói là đấy, cứ đen như này không lấy được chồng chẳng hạn. Thì ví dụ nhá, là ba mẹ mình rất là hay body shame mình đúng không? Là sao gầy thế, ăn nhiều vào rồi. Sao có ảnh hưởng đúng không? Đấy thì nó đều có ảnh hưởng đấy. Đấy. Em nghĩ là cái khoảng thời gian mà mình bé, khi mà mọi thứ của mình chưa được định hình về suy nghĩ, về lối sống, mọi thứ, thì những cái lời của người lớn và những cái lời của người xung quanh ấy, lúc đấy thì mình không nghĩ đâu, nhưng mà nó ở trong mình, nó có ảnh hưởng đến sau này của mình. Đặc biệt là những cái lời của ba mẹ và lời của thầy cô giáo ở trường. Khi mà thầy cô giáo cô buông ra một cái lời nhận định gì đấy về mình ấy, rất có khả năng là mình sẽ suy nghĩ như thế khi mà mình lớn. Và mình sẽ hành xử theo cái lối đấy. Nên tốt hơn hết là nó nên là những cái lời tích cực. Thì thực ra là bây giờ thì mình mới nhìn nhận ra những cái hậu quả. Có những cái thứ mà người ta mất nhiều năm á, để người ta rút ra kết luận. Cái chuyện hút thuốc lá chẳng hạn. Cách đây 40 năm thì hút thuốc lá là siêu cool đúng không? Tất cả tài tử Hollywood đều hút thuốc lá. Sau đấy 40 năm sau mới nói là cái này là siêu có hại. Đấy thì mình cũng đôi khi đúng là cuộc đời mình là nhiều cái phép thử như vậy. Nên là mình sẽ nói đến về cái một cái chủ đề mà Tiên không được nói đến cái chữ đấy, cho nên mình sẽ nói chung chung thôi, đấy là cái chủ đề về nỗi buồn. Tại sao Tiên lại quay trở lại bằng cái đề tài về nỗi buồn? Cũng đã rất là lâu rồi em không tự hát một cái ca khúc mà mình sáng tác. Thì tại em không có lý do để em hát, em cũng không đi làm ca sĩ, em cũng không phải chịu cái áp lực mà ra bài hát để duy trì tên tuổi. Thì khi mà mình đã hát thì mình nên hát những cái gì mà nó đúng nhất với mình ở cái giai đoạn đấy, và nó là cái thứ mà mình muốn nói nhất. Thì có vẻ như cái khoảng thời gian này thì em cũng không còn quan tâm quá nhiều đến cái chuyện tình yêu đôi lứa như ngày xưa, như cái thời mà em viết những cái ca khúc như là Có Khi Nào Rời Xa, Phía Sau Một Cô Gái nữa kia. Thì lúc đấy là tuổi trẻ mà, tuổi trẻ là tình yêu là tất cả. Nhưng mà có vẻ như thời gian này em không còn quan tâm quá nhiều đến cái chuyện đấy nữa, mà em quan tâm đến chính bản thân mình hơn. Thì một cái người mà rất hay buồn, em nhạy cảm mà, em là một người siêu nhạy cảm. Có khi một làn gió cũng có thể làm cho em buồn được. Thế à? Nhưng làn gió kiểu gì mới được chứ? Có những làn gió mát mà. Không, làn gió thu. Làn gió thu Hà Nội chẳng hạn. Ví dụ em về mà em may mắn được quay trở lại Hà Nội vào đúng đợt mùa thu, thì chỉ cần một cái cơn gió khẽ bay qua thôi là nó cuốn theo biết bao nhiêu cảm xúc của mình. Mà cảm xúc thì những cái thứ mình nhớ nhất thì đa phần là những thứ buồn. Nên là để mà chọn một cái đề tài để viết ngay tại thời điểm này thì tất nhiên em sẽ chọn viết về cái thứ mà mình quan tâm nhiều nhất. Đấy chính là về nỗi buồn. Thì nhưng cái cách mà em đưa ra cái chủ đề đấy thì đằng sau nó em còn muốn gửi gắm một cái thông điệp nữa, chứ không chỉ đơn giản là viết ra một cái bài buồn để cho người ta buồn. Nên thực ra thưởng thức nỗi buồn là một cái ca khúc để xoa dịu, để an ủi tinh thần những cái người buồn. Thì mình cũng nhìn thấy, tại vì là hồi xưa nhạc buồn lại là chữ nhạc. Đấy là không nói chữ nhạc đúng không? Ca khúc buồn thì là nhạc phẩm.
Thôi quên đi. Hồi xưa là cái nhạc buồn với nhạc lụi nó có giống nhau hả Tiên? Nó có lụi, nó có phải kiểu cái kiểu siêu buồn hơn không? Thực ra em thấy người miền Nam họ hay dùng từ nhạc lụi ấy. Ừ. Từ bọn em ở ngoài Hà Nội thì bọn em không dùng từ nhạc lụi. Bọn em có thể dùng từ ví dụ pop ballad hay là nhạc buồn hoặc là nhạc chảy. Bọn em hay dùng từ chảy. Chứ còn em thấy trong này họ mới dùng từ lụi. Nên là thực ra em cũng không hoàn toàn hiểu cái nghĩa của từ lụi. Có thể là nó buồn nhưng hình như ở một cái cấp độ mà cao hơn. Ừ đấy, cảm giác nó cứ kiểu nó sằng xé hơn mà hoặc nó chiếu hết cả xuống ấy, tại vì là cái dấu nặng đó. Em nghĩ là bằng với nhạc chảy ở trong đúng rồi. Trong cái suy nghĩ của em. Nên là nó tạo ra cái hình dáng của cái từ đấy hơn là đúng hơn đó. Chỉ là đấy. Đấy thế nhưng mà Tiên có cái đặc điểm là hồi xưa chuyên gia viết nhạc buồn, nhạc chảy rồi. Được. Thậm chí là Tiên không nhắc đến nó ấy, nó cũng buồn. Nên là khi Tiên nhắc đến chữ nỗi buồn thì bản thân thì mình cũng biết ngay là nó không có phải là cái nỗi buồn mà mình hay hiểu. Đấy thì ở trong cái thế là thưởng thức nỗi buồn. Nhưng mà có một cái mà thì mình thấy khác. Đấy là Tiên ẩn dụ hóa. Coi nó là nhân vật rồi gọi nó là phải đến cùng với bạn, bạn nó là cô đơn. Đấy đấy thì cái điều gì có vẻ như là bản thân Tiên đã lôi cái ra ngắm nghía. Hay là cái ý tưởng về viết về cái chuyện thưởng thức nỗi buồn hay là ẩn dụ hóa nỗi buồn nó có đến, ví dụ mình gọi là mình track lại nhá, cái dấu vết mà cái ý tưởng nó đã đi qua thì nó đã bắt đầu như thế nào? Thực ra tại vì em là một cái người mà hay buồn mà lại hay yên lặng suy nghĩ và chiêm nghiệm nữa, cho nên là cái chuyện mà em tự quan sát bản thân, tự quan sát tâm trạng, quan sát nỗi buồn của mình là nó diễn ra thường xuyên. Đó là một cái hành động. Là đúng nghĩa là nghĩa đen nhá, là lôi nó ra đúng không? Đúng rồi. Xong rồi ngó nghiêng. Đúng rồi. Em nghĩ là những ai mà thân thiết với em thì sẽ luôn luôn bắt gặp được những cái khoảnh khắc mà em cứ ngồi thử ra đấy. Nhưng thực ra là đầu em đang em đang quan sát chính bản thân mình, em đang hoặc là em đang suy nghĩ một cái gì đấy. Thì nó là một cái hoạt động mà thường xuyên diễn ra đối với em. Thì nhưng mà trong cái khoảnh khắc đấy thì em nhận ra cái cảm xúc của mình. Khi mà mình buồn thì không phải, thực ra không phải lúc nào em cũng buồn đâu. Em nhớ có một cái lần mà em cùng với anh Phạm Thanh Hà Trái tim trống vắng đấy, cùng viết cái ca khúc Drama Queen của Bích Phương ở ngoài Hà Nội. Lúc đấy là bọn em ở trong một cái căn nhà homestay mà trông hơi giống phong cách Nhật ấy. Chị biết cái đấy, rồi. Đấy. Biết cả địa chỉ luôn. Đấy, sau cái ngoài ban công đấy nó có cây xanh. Xong rồi trong cái khoảng thời gian đấy là mùa hè, em nhớ hình như đợt đấy World Cup. Trời nóng vô cùng, xong tự dưng mưa. Tự dưng Hà Nội có một cái cơn mưa rào. Mà em ở Sài Gòn em đã thiếu vắng cái cảm giác của một cái cơn mưa rào Hà Nội. Thế là nó ao ao đến. Ôi thế trong cái khoảnh khắc đấy em cảm thấy là nỗi buồn nó đến. Tại vì mình đã có quá nhiều kỷ niệm với những cái cơn mưa rào Hà Nội. Nhưng bên cạnh đấy nó có một cái chút gì đấy, nó hơi hưng phấn, nó hơi kích thích, nó hơi khơi gợi mình, khơi gợi chính cái cảm xúc, cái tâm hồn người nghệ sĩ. Thế là em cùng với anh Hà viết Drama Queen. Thì em nhận ra là có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà mình buồn nhưng mình không thực sự là buồn. Mà mình hơi có một cái gì đấy kích thích và thích thú. Cho nên là khi nói về nỗi buồn, em không thể dùng một cái từ nào mà nó phù hợp và nó đúng hơn là cái từ thưởng thức. Nó xứng đáng được em thưởng thức. Chứ không chỉ là chiêm nghiệm, không chỉ là ngắm nghía, mà nó như là một cái kiểu masterpiece để cho mình thưởng thức. Thì mình nghĩ là đôi khi cái góc nhìn này cũng rất là quan trọng. Người ta gọi cái thế hệ trẻ là thế hệ hoang mang, tức là hay buồn. Chính ra cái thời mà ông bà bố mẹ mình không có nhiều điều kiện thì mọi người, hình như mọi người không buồn không, nhiều. Mọi người còn phải lo. Em thấy từ cái thế hệ của em với chị với thế hệ các bạn trẻ bây giờ thì đã khác nhau rất là nhiều rồi. Cái nỗi buồn nó đã khác nhau. Tại vì em có quan sát, ví dụ như em quan sát Phúc Du hay là quan sát các bạn trẻ bây giờ, cái nỗi buồn của các bạn khác của em và em tin là khác của chị. Em nghĩ là của em với của chị là cùng thời. Khi mà mình buồn thì đa số là mình buồn tình, mình buồn về tình yêu. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà các bạn bây giờ thì các bạn quan tâm đến nhiều vấn đề hơn trong xã hội. Quan tâm đến cuộc sống, quan tâm đến mục đích cuộc sống.
Cho nên là nếu mà để mà dùng từ hoang mang với thời đại, hoang mang với bản thân mình thì chính là lừa các bạn trẻ bây giờ. Ừ. Chứ còn em không biết là chị có như vậy không, chứ còn hồi trẻ em không hoang mang. Hồi bờ lớn em không hoang mang. Nhưng bây giờ mình track lại cái nỗi buồn ấy, bản thân thì mình cũng sẽ tìm cái dấu vết là tại sao mình, khi mình buồn thì mình buồn về cái gì, và tại sao mình lại buồn về cái điều đấy. Tiên nói trước đi, Tiên viết bài này mà. Cái khoảnh khắc mà viết thì không nói làm gì rồi nhá. Nhưng mà cái khoảnh khắc, cái việc của nỗi buồn ấy, bản thân cái nỗi buồn ấy. Cái chuyện là Tiên ngồi thừ người thì mình cũng biết. Nhưng mà track lại, quay lại về đúng cái khởi điểm á, là cái lúc nào mình... Cái track ấy, thì nó hơi mang cho mình cái cảm giác mà nó hơi lý tính rồi. Nó hơi lý trí, là kiểu lần theo dấu vết, tìm hiểu, phân tích. Nhưng mà khi ở trong nỗi buồn thì em tự thấy bản thân mình em không sử dụng cái cách thức đấy. Em cứ lâng lâng ở trong nỗi buồn thôi. Để mặc cho nó là kiểu nó có thể làm cho mình buồn, nó có thể làm cho mình gợi nhớ một số thứ. Nhưng mà em không lần theo dấu vết như cái cách mà em vẫn thường làm ở trong những cái trường hợp khác. Em cứ lâng lâng ở trong nỗi buồn thôi. It's okay. Nhưng mà em có nghĩ là em buồn nhiều hơn người khác không? Không phải tự dưng mà, tại vì thì mình biết là cả cái concept của 1989 với các cái nghệ sĩ là tận 7 ca khúc. Cũng cái cách chơi chữ thì mình rất là thích là chạm cảm xúc này. Người Hải Phòng mà phát âm mà trời với trời nặng nhẹ như nhau này, nhưng đại loại là chạm cảm xúc để chạm cảm xúc. Nói chung là cái từ chơi chữ thì mình cũng rất là thích. Thế nhưng mà cái việc mà Tiên xuất hiện đầu tiên Tiên đầu tiên và nỗi buồn ấy, thì mình nghĩ là nó không chỉ ở cái việc là bạn rất là giỏi thưởng thức, nó còn cho thấy là có thể tại sao có rất là nhiều thứ cảm xúc mà Tiên lại chạm vào cái nỗi buồn trước ấy. Đấy thì nó có dẫn đến cái câu hỏi là có phải là người hay buồn không? Em nghĩ là chắc là có rồi. Tại vì ví dụ như trong cái dự án này là có 7 nghệ sĩ đúng không? Thì là bọn em đã làm ra những cái ca khúc mà phù hợp với người đấy nhất. Khi nó được hé mở ra dần dần thì mọi người sẽ thấy là 7 ca khúc này là chỉ có cái người đấy hát thì là mới hay nhất và hợp nhất. Thì ví dụ như em là mút buồn, cảm xúc buồn, thì 6 người còn lại sẽ không có ai có cái cảm xúc đấy, mà mỗi người trong họ thì sẽ có một cái cảm xúc khác. Thế thì thì đấy là em hợp nhất rồi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thì mình nghĩ nhá, mình hoàn toàn có thể phân vai. Vâng. Đúng không? Vâng. Tại vì để có một cái concept thì đôi khi mình phải phân một tí. Nó giống như trong show thì mình hồi xưa mọi người xem Bitches in Town tưởng mình rất là bitchy. Vâng. Nhưng mà thực ra là mình vào một cái vai như vậy. Vâng. Thực ra đúng là nó cũng hợp với mình, nhưng mà nó không phải là tất cả. Vâng. Thì có một tí nào phân vai không, hay là nó, hay là bạn có thể khẳng định là nó đúng là như thế? Thì đấy, như em nói là tất nhiên là sẽ rất là khó để có thể miêu tả một cái con người nào đấy bằng một cái một cốc nước nào đúng không? Một cảm xúc. Rất là khó, tại vì em tin là mỗi con người là một cái vũ trụ. Là có hết. Trong chị có em, trong em có chị, có hết. Nhưng mà trong cái khuôn khổ cái dự án này thì bọn em hay hỏi nhau là ngay tại thời điểm này bạn đang cảm thấy gì? Bạn đang muốn nói điều gì? Thì đây là cái thứ mà em đang cảm thấy ở cái thời điểm này và em muốn nói. Tương tự với 6 người còn lại. Nhưng mà các 7 nghệ sĩ không trùng nhau. Không trùng nhau. Ôi kinh. 7 người, 7 màu sắc, 7 không gian, 7 bút khác hẳn nhau. Nhưng cả 7 người đều là 7 người mà rất hiểu bản thân, rất biết mình muốn gì và rất biết là mình là ai. Cả 7 bọn em. Nhưng mà khi mày chuyển cái cảm xúc đó bằng nhạc. Thì ví dụ nhá, khi mình cái nỗi buồn trong văn chương hay là mình nói nhiều sách vở chữ nghĩa thì mình rõ rồi, và thì mình cũng thấy là nỗi buồn thì nghe nó rất là rộng. Thế nhưng mà hôm nay trong cái bài của Tiên thì mình nghe kỹ thì có hình ảnh trong cái MV thì có hình ảnh mặt trăng này. Đấy, nó cũng có một cái gọi là mặt trăng là một cái hành tinh mà mình cảm giác là đúng là khi mà so sánh nó với nỗi buồn nó rất là đúng. Ở chỗ là nó không có cái kiểu như trấn áp mình, nhưng nó cũng rất là to. Cũng nhìn trong ảnh, trong MV kiểu Tiên mới đi trong ta đùng người đấy, mình cứ thấy nó cái từ choáng ngợp. Thế nhưng mà Tiên có viết trong đấy là nó đi về cô đơn. Thế khi mà mình soi chiếu thì mình soi chiếu bản thân mình thì cái nỗi buồn của mình nó rất hay đến cùng với sự thất vọng.
Tức là khi mình mong chờ một cái gì và mình thất vọng đấy, mình không được như thế. Đấy, còn cái cô đơn, cái nỗi buồn mà nó gắn với cô đơn thì mình đi qua cái, có thể là mình đã đi qua cái giai đoạn đó rồi. Đó. Đấy thì nhưng mà khi mà chuyển những cái câu chữ đó, những cái cung bậc đó mà sang nhạc á, thì mình sẽ phải có những cái quy luật nào mà mình phải đi theo không? Ví dụ có những cái giai điệu mà hay những cái nhạc cụ mình nghe là nó sẽ buồn hơn các nhạc cụ khác đúng không? À, chắc chắn rồi, có nghĩa là để làm nên một cái ca khúc buồn thì bản thân cái melody, cái giai điệu nó phải buồn, cái bản phối nó cũng phải buồn, cái lời ca nó cũng phải buồn, tất cả những cái thành phần ở trong một cái ca khúc nó đều phải nói chung một cái ngôn ngữ và nó đều thể hiện chung một cái mood buồn. Nhưng mà đối với em hay là anh Hà hay anh Dương thì bọn em không sản xuất ca khúc theo một cái cách máy móc như thế, là đây ví dụ ca khúc buồn thì là tôi phải chọn những cái sao mà nó nghe nó buồn hay là nó đánh một cái câu guitar mà là nghe nó phải buồn, mà tất cả những cái thứ đấy bọn em làm bằng một sự tự nhiên, tại vì bọn em không thể là một cái người mà ví dụ em và anh Hà viết chung cái ca khúc này thì khi mà em nói là em muốn làm một cái ca khúc tên là Thưởng thức nỗi buồn và nó nói về cái chuyện mà em gặm nhấm và em thưởng thức cái nỗi buồn này thì là tự động anh Hà đã có thể hiểu được cái tâm trạng đấy rồi, và một cách rất tự nhiên là anh viết ra một cái đoạn, một cái câu melody buồn chẳng hạn, có nghĩa là nó là cái thứ tự nhiên bên trong con người bọn em, chứ bọn em không phải máy móc theo kiểu là một cách dò tìm để buồn thì... Cái đấy chắc là kiểu dùng cho để scoring trong phim ấy, đúng không? Cái phim một cái đoạn một kinh dị nó sẽ có những cái sao mà nó phải kinh dị ấy. Đúng rồi. Nhưng mà trong tất cả các cảm xúc á thì cảm xúc nào khó mô tả nhất? Hình như nỗi buồn nó thông dụng nhưng chưa chắc đã khó đúng không? Hay khó? Thực ra em thấy cảm xúc nào cũng khó để miêu tả hết. Đã là cảm xúc đôi khi em chỉ muốn cảm nhận một mình thôi. Nhưng mà từ cái chuyện mà mình cảm nhận cho đến lúc mà mình thể hiện nó ra bằng ngôn từ, bằng âm nhạc là nó đã rất là khó rồi. Làm sao để cái bài hát của mình nó mô tả được đúng chính xác cái tâm trạng của mình nhất là nó là một cái bước rất là khó. Để cho người ta, ví dụ như chị hay là tất cả mọi người nghe cũng có chung cái cảm nhận đấy với em. Thì nó khá là khó. Em không nghĩ là ví dụ như nỗi buồn là những cái cảm xúc thông dụng như kiểu vui hay là buồn. Tất nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn các cái cảm xúc khác, tại vì nó thông dụng mà, cho nên là nó sẽ dễ được mọi người cảm nhận hơn. Ví dụ như trong cái album Dramatic của Bích Phương năm 2018, bọn em đã đưa vào khá nhiều thứ cảm xúc, nhưng mà nhận ra là cũng khó để cho mọi người có thể nhận ra và cảm nhận chung với cảm nhận của mình. Đấy, nên nó sẽ kéo theo một cái câu chuyện lớn hơn một chút. Và cái câu chuyện này thì Thúy Minh với Tiên cũng đã từng bàn luận. Đấy là nếu mà chúng ta so sánh, chúng ta lấy nhạc cổ điển và nó liên quan đến cái cuốn sách mà Tiên có tặng Thúy Minh. Thúy Minh với Tiên thử làm một cái chưa thành truyền thống được bởi vì sau một hai lần thì ngưng mất. Nhưng mà Thúy Minh cũng rất là khuyến khích là mình thử, đấy là mình trao đổi sách với nhau. Nó cũng đơn giản như việc khi mình đọc một cái cuốn sách á, xong rồi mình thấy hay, mình sẽ giới thiệu cho bạn mình. Nhưng mà đôi khi mình trao đổi, tức là đến lượt, nó hơi giống kiểu nhật ký truyền tay hồi xưa ấy, đúng không? Là mình đưa đến lượt, thì mình nhớ cuốn đầu tiên mình đưa cho Tiên là một cuốn to vỡ mặt luôn, nó Suối Nguồn, cuốn đấy. Cuốn đấy hồi đấy nó dày kiểu 400 trang này đấy. Thì mình còn chưa đọc xong. À không phải dày 400 trang nhá. À bao nhiêu? Nó là hình như là khoảng 1.000, 2.000, 3. Đâu, không đến. Có. Và mình chưa đọc hết nhưng mình nghĩ là lúc chị, mới chị đánh dấu ở chắc là đúng rồi, ở, đóng dấu trang cái đoạn 400. Đến cái đoạn mà đã đọc xong mình thấy tự thấy là thôi được rồi, chuyện này có vẻ quay vòng lại mà. Anh ấy thất bại lần một, anh lại thất bại lần hai, lần ba, thế mình đọc đến được rồi. Là khi mà Tiên hỏi là chị ơi có cái cuốn nào mà em nên đọc nhỉ, thế là dí ngay cho cuốn dày nhất đấy. Và Tiên đọc hết. Sau đấy thì chúng tôi có bắt đầu cái việc là hơi trao đổi sách. Thì mình nhớ có một cái cuốn sách về âm nhạc, nó nói về là cái câu chuyện của một cái bài nhạc cổ điển. Chúng ta nghe những cái bản nhạc cổ điển rất là nổi tiếng, nhưng có bao giờ chúng ta, cái cảm xúc mà nhạc cổ điển đưa đến chúng ta thì nó rất là nhiều, nhưng có bao giờ chúng ta thấu hiểu được là cái câu bối chuyện cảnh. Cái bối cảnh ở trong đấy như nào. Thế là nó đưa ra một cái trải nghiệm rất là hay liên quan đến chữ và nhạc. Đấy là khi bạn biết cái ví dụ cái phiên chợ 34 chẳng hạn, bạn biết là nó có những cái chi tiết nào ở trong đấy, từng cái hồi nó có cái nội dung gì,
Xong rồi bạn nghe lại cái nhạc đấy để bạn tưởng tượng những cái chi tiết đấy. Thì đấy là một cái bài tập rất là hay liên quan đến câu chữ và nhạc đó. Thì trong cái cuộc trò chuyện về nhạc cổ điển, Tiên có nhắc đến một cái ý khá là hay. Đấy là thì mình vẫn nhớ là Tiên nói là chị thấy không, hồi xưa nhạc cổ điển nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc như thế này. Thế mà âm nhạc Việt Nam thì nó quanh quẩn là vui với buồn, đúng không? Và nhưng mà có cái lý do cho điều đấy không? Thực ra có nhiều lý do lắm. Bàn về cái vấn đề mà cái gu thưởng thức với cái khả năng thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt Nam nói chung thì nó rất là dài. Nhưng mà thực ra em nghĩ là không nhiều người Việt Nam có thể nghe được nhạc cổ điển. Người nước ngoài thì họ đã có lịch sử, họ có lịch sử về nhạc cổ điển. Con người họ có thể nghe được những cái dòng nhạc như thế, nhưng người Việt Nam thì em nghĩ là không nhiều người có thể nghe được cái dòng nhạc đấy. Mọi lịch sử âm nhạc Việt Nam em nghĩ là cũng mới gần đây, chứ nó cũng không có được một cái chiều dài sâu xa. Và những cái thứ âm nhạc mà mọi người nghe từ cái lúc mà âm nhạc Việt Nam bắt đầu gợi mở cho đến bây giờ thì nó vẫn còn khá là ngắn. Và cái thể loại thì nó cũng không được đa dạng lắm. Đúng là có một cái thời điểm mọi người sẽ thấy là chúng ta dùng âm nhạc để tuyên truyền. Đấy, nên là cái giai điệu nó rất là, thực ra trong văn chương nó cũng như vậy đấy. Cái văn chương chúng ta có văn chương hiện thực và văn chương lãng mạn mà. Đấy, bởi vì là sau đấy nó sẽ chia là đúng âm nhạc nó cũng theo hai cái cảm xúc ấy thôi. Khi mà dùng để tuyên truyền hay là trong cái giai đoạn mà đúng là chúng ta cần cái không khí vui vẻ hào hùng á, thì là tất cả những cái khúc nó đều đi theo hướng đấy. Xong đến cái giai đoạn mà người ta có thể tự do hơn một chút, tức là chọn lựa cảm xúc của mình, thì là cứ buồn rũ ra, tức là toàn những cái bài mà thất tình. Đó. Nhưng nếu mà mình nhìn sâu hơn thì mình nghĩ là âm nhạc dân gian, tức là những âm nhạc dân tộc hồi xa xưa thì có thể là những cái lễ hội ấy, mình cũng sẽ tìm được những cái sao đấy. Nhưng mà khó nhất là như Tiên cũng nói đấy, là từ cái cảm nhận của mình làm thế nào để người khác cũng có cái cảm nhận đó. Nhưng nó còn có những cái thời điểm thì mình có hỏi là Tiên có coi đấy là sứ mệnh của mình không. Bây giờ cái câu đấy nghe nó có nặng nề quá. Em nghĩ cứ nhắc đến sứ mệnh là nó đã là nặng cái gì đấy khá nặng nề rồi. Nói chung là đối với một người nghệ sĩ thì em không nói quá nhiều đến những thứ to tát. Em rất tránh nói đến những thứ như là cống hiến rồi là sứ mệnh hay là cái gì đấy. Tại vì mình cứ chỉ đơn giản thôi. Mình sống đúng với cảm xúc của mình chân thật với mình nhất. Và mình cố gắng thể hiện nó một cách mà đúng đắn nhất, trong suốt nhất. Thì em nghĩ là khán giả họ sẽ cảm nhận được. Làm cái cách nào để mình viết ra một cái ca khúc mà khán giả họ cũng có thể dung cảm giống mình, thì em nghĩ là có một cách, đấy chính là mình đào sâu vào trong cái con đường bên trong mình. Mình đào càng sâu thì thứ nhất là cái bài hát của mình nó càng có cái cá tính, nó càng đúng là Tiên Cookie mà khán giả càng cảm nhận được. Còn nếu mà nó nông nông ở đây thì thứ nhất là cái cá tính âm nhạc của mình nó bị, nó không rõ ràng, nó không độc nhất, và khán giả họ cũng khó có thể cảm nhận, tại vì nó không phải là những cái ca từ hay là những cái cảm xúc chân thật nhất. Muốn để chân thật nhất thì nó phải sâu kín nhất, nó phải sâu nhất, thì mình phải đào đủ, mình đi cái con đường bên trong mình đủ sâu thì mình mới có thể dễ dàng chạm được với mọi người. Em nghĩ thế. Nhưng làm thế nào để mình biết là mình đào đủ sâu? Tại vì nhá, đúng không, có những cái khoảnh khắc là mình biết là đây sâu rồi đây. Mà cũng đừng nên sâu quá. Sâu này là đây, mọi người đã thấy sâu rồi đây. Đấy, thế thì cái nào sẽ là cái mình cảm thấy là, tại vì á, buồn á, nó dễ là tại vì cái buồn mà nó đã gọi là, người ta hay nói là dưới đáy rồi ấy, đúng không? Nó có một cái là nó ngã phịch phát xuống. Có những cái khoảnh khắc mà thì mình tin là nhiều người trải qua mà là nó không thể buồn vu vơ, buồn hơi hơi. Cái buồn thưởng thức mà Tiên nói đến là nó thực ra là nó hơi hơi, nên nó không phải là rất là buồn đâu. Còn có những cái buồn mà thực ra các cảm xúc đó cũng có cấp độ mà. Nó có nhiều cấp độ. Thì tất nhiên những cái cảm xúc mà nó ở hai đầu, ở hai thái cực ấy, thì nó thường thường là mình khó để dùng cái từ gì để mình đấy, không chỉ có buồn không được. Khi mà chị vui mà vui cực độ ấy, thì nó cũng khủng khiếp. Buồn cực độ hay là lo lắng cực độ, hay là đau đớn hay là gì đấy mà nó ở chạm đến cực độ thì nó cũng đấy. Cho nên nó nói về độ sâu nhá, đúng không? Mình đồng ý với việc là mình làm cái gì đấy, nó có cái từ nó đơn giản là tới nơi tới chốn. Tức là mình
nếu mình đưa ra một cái quan niệm, một khái niệm, mình đưa ra một ý tưởng thì mình phải chắc rằng là tôi đã suy nghĩ rất là kỹ về nó, tôi đã đọc về nó, tìm hiểu về nó, trải nghiệm nó đấy. Thế nhưng mà liệu là có thể, hôm nay thì mình cũng nghĩ ra thôi, là liệu là có phải lúc nào chúng ta cũng phần phải sâu hắm đến tận tận cái cùng cực hay không, hay là hay là cái khoảng sâu an toàn là gì? Thực ra khi viết viết bài hát thì đấy, em cũng không cân đo, em không cân đo là nó sâu bao nhiêu hay là đâu là cái khoảng an toàn của mình. Em quan tâm đến cái cảm giác của mình khi viết ra đến cái ca khúc đấy. Thường thường khi mà viết một cái ca khúc mà em tâm đắc ấy, nó không đến nhanh. Nó không phải là kiểu trong một khoảnh khắc là hứng lên thì là kiểu có thể viết trong một buổi chiều. Thường thường những cái ca khúc mà em viết ở trong một buổi chiều thì em cuối cùng em cũng dỡ ra em làm lại thôi. Mà nó cần một cái thời gian ủ rất là lâu. Một cái thời gian mà mình suy nghĩ về nó, mình nghĩ đến nó đủ lâu, rồi đến một lúc thì mình mới có thể sẵn sàng ngồi vào đàn và viết nó ra. Sau đó viết xong thì cũng không thể finish được ngay trong cái buổi hôm đấy, mà cần nhiều buổi hơn. Thế thì mình đưa ra một khái niệm nữa nhá. Đấy là, tại hôm nay mình nhắc đến nhiều cái sự mâu thuẫn mà. Tụi mình cũng là một kiểu người tin rằng là mọi thứ nó phải ngấm vào người. Có những cái idea trong đêm thì hay lắm, xong sáng cũng ra làm sao. Tuy nhiên nó lại có một cái khái niệm nữa. Hôm vừa rồi là thì mình cũng nói chuyện với một bạn làm sáng tạo, thì bạn ấy nói một điều là bạn ấy đưa ra một cái phương án nào đấy mà mình thích ấy, thì mình thích ấy. Chị thích ấy, là chị thích ngay, tôi chỉ bảo cái này lấy ngay. Còn bạn ấy đưa ra một cái phương án mà mình mấy tiếng mình không thấy nói năng gì, rõ ràng mình xin nhưng mà mình không có trả lời ngay á. Thì bạn bảo kiểu gì sau đấy chị cũng chê. Đấy, thì cái mâu thuẫn ở đây là gì? Đôi khi mình để nó ngấm xuống, nhưng mà mình luôn chọn cái thời điểm đầu tiên. Đấy thì rõ ràng nó hơi mâu thuẫn không, là mình về cái cách thức là mình tập luyện trong sáng tạo là mình cứ để nó ngấm đi, mình nhưng đôi khi não bộ mình nó sẽ điều khiển mình á, là thực ra cái này mình đã thích ngay từ đầu rồi. Mình chỉ cần tìm thêm lý do thôi, hay là mình đã không thích ngay từ đầu rồi. Đấy, nhưng mình cũng cần tìm thêm lý do để là quay lại để nói không thích. Đấy, thế thì thỏa hiệp bao nhiêu cho cái này? Ví dụ như em thì em rất quan tâm đến cái cảm nhận đầu tiên. Có là ngay khi ví dụ em nhìn đến cái cuốn sách đấy, hay là ngay khi em nhìn một bài hát, em cảm nhận như thế nào thì em sẽ tôn trọng cái cảm xúc lần đầu tiên đấy. Nhưng em có quay lại đúng với cái đấy không? Ví dụ nhá, em đọc cái cuốn này, sao em bảo bây giờ được đấy, hình được đấy. Nhưng bắt đầu em đọc đúng không? Trong quá trình chọn sách của em đọc cái này đọc kia thấy không thích nữa. Nhưng mà rõ ràng ngay thời điểm đầu là em thấy là được. Thì em có quay lại cái được đấy không, hay em chọn sau khi đi qua hết các cái quá trình đấy, em chọn cái sau này, cái quyết định sau này? Cũng tùy là cái đấy là cái gì. Đó là quyển sách thì tất nhiên là em sẽ không mất thời gian để em truy dấu vết xem là tại sao thì mình lại thích cái đấy. Thì tất nhiên là ví dụ như một cái quyển sách này để mà em thích thì nó chỉ đến từ hình ảnh, đến từ cái Milan Kundera, như là có một cái quyển Đời Nhẹ Khôn Kham à? Đúng rồi. Sao quyển này mỏng mà em chưa đọc nhỉ? Em chuyên đọc những quyển dày cho nên em cũng thích đọc quyển mỏng mà cho nó nhanh. Thì đấy, nó chỉ đến từ hai thứ, là cái cảm quan về cái visual, là cái hình ảnh, và cái tên. Thì nếu mà để truy ra thì chỉ có hai cái dấu vết này thôi. Thế là mình cũng không cần thiết là mình phải truy ra. Thế em sẽ chọn luôn nếu em thích ngay từ đầu, hay là không, hay là vẫn đi, em sẽ tìm hiểu. Đấy, ý chị đang nói là em đã thích cái này rồi, hai cái dữ kiện này thôi, nhưng mà sau đấy em có làm thêm các cái nghiên cứu, em thấy sách này rating không cao lắm, không bán chạy lắm. Đấy, thì khi có thêm những cái dữ kiện đấy thì em chọn cái sự yêu thích rất là cảm tính từ ban đầu, hay là em chọn sau khi đã có đủ dữ kiện? Câu chuyện câu hỏi nó hơi máy móc, nhưng đấy, tại vì thì mình là cái tip mà dù sau này có thêm các dữ kiện vẫn quay lại chọn cái yêu thích ban đầu, cái mà trước khi mình kịp phân tích là cái gì. Thế là đấy, cái cảm tính với mình, đôi khi mình dùng rất nhiều lý tính. Đúng rồi. Nhưng mà chính cái lý tính nó dạy cho mình là những thứ mình thích mà. Em rất tôn trọng những cái thứ mình thích. Dù là quyển sách hay là cốc nước, hay là đặc biệt là với một người nào đấy. Giống như kiểu mình sẽ có những cái người lần gặp đầu tiên là mình đã thích rồi. Quen một thời gian, yêu một thời gian, mình không còn thích nữa. Nhưng mà mình đã thích, từng thích người ta mà. Thì vẫn là một người mình đã thích, đúng không? Chứ không thể là không nên xóa đi. Ok, thì bây giờ sẽ đến câu hỏi kinh điển nhá.
Đúng, em có hỏi kinh nghiệm là gì? Thôi ai lại nói thế? Câu hỏi hoang, thế thì hoang khác đảo. Gì? Câu hỏi hoang đảo. Ừ. Khác gì? Khác gì là khác gì? Khác gì là mình đã theo dõi Have a Sip rất là nhiều, xong mình tự chuẩn bị câu trả lời ở nhà rồi. Nhưng mà thực ra cũng chuẩn bị. Đấy. Không, như thực ra là ngay cái lần hỏi đầu tiên mà chị hỏi cái người khách mời đầu tiên là em cũng đã có câu trả lời của mình rồi. Tại vì thường thường là khi mà xem những cái buổi phỏng vấn của chị thì chị hỏi mọi người cái gì thì em cũng tự trả lời cho mình. Được rồi, ok. Nhưng mà mình cũng phải nói ngay là hôm nay là giờ hơi sớm với Tiên đúng không? Cho nên là bình thường thì Tiên sẽ thông minh hơn khoảng 30%. Nhưng mà hôm nay là do hơi sớm rồi, so với câu trả lời lịch sinh hoạt. Có thể đấy. Sẽ sai lệch với bản thân. Ừ, 30%. Rồi, thế cứ hỏi thôi, cứ hỏi câu đấy đi. Đấy là bây giờ nếu mà lên hoang đảo mà bạn phải chọn mang theo một thứ thì đấy là thứ gì? Đấy, câu này có... chưa chuẩn bị bài đấy. Theo một thứ quá khó để có thể lựa chọn một thứ để mang theo. Nên thường khi mà khó thế thì em sẽ không mang theo gì. Em chẳng mang theo gì, em mang theo cái thân em là rồi. Nếu mà mang theo một cuốn sách thì đấy là sách gì? Đấy cũng cũng rất là khó để có thể thì em có thể mang một cái quyển sách gì. Em không có cái quyển sách gì mà nó theo dạng như kiểu thay đổi cuộc đời hay là kiểu đâu. Đối với em những cái thứ mà thay đổi cuộc đời nó đến từ những cái trải nghiệm ở trong cuộc sống, nhưng nó không phải là vì mình đọc một quyển sách nào đấy mà mình, mặc dù em đọc rất nhiều sách. Thì em sẽ mang theo một tập giấy trắng, rồi một cái bút em tự viết. Em sự tự viết ra cái hành trình ở trên đường hàng kinh. Tự viết một cuốn sách đúng không? Yeah, em biết là em sẽ không thể sống sót để trở về. Tại một người như em thì là vất ra ở đảo hoa đấy, cho nên là em cũng không có thể sống sót. Không mang theo một cái gì được, tại vì em biết là rồi em cũng chết thôi. Nên là trước khi chết ở trên đảo hoang thì em sẽ viết về cái cuộc đấy. Sao em sẽ cất đi, em sẽ cất. Ở đấy chị hỏi tiếp này, thế sao em cất như nào? Cất ở đâu để người ta tìm thấy nào? Em sẽ tìm ở một chỗ nào cất mà nó sẽ không bị mưa nắng. Thì chắc là cất ở trong hang nào đấy chẳng hạn. Tôi không biết là trong hang có nước biển nó chứ. À, nước ở trong hang mà kiểu nước lên là nó sẽ cũng đấy. Thì em sẽ tìm ở một chỗ nào đấy và em nghĩ là kiểu mưa nắng nước nôi ấy, cái từ không phải giấu ở đây. Thế là em quan tâm đến việc viết ra cái hành trình của mình. Và quan tâm đến việc là mưa nắng không ảnh hưởng. Thế em làm nào để người ta tìm ra cái cuốn đấy? Em có nhu cầu người ta tìm thấy cái cuốn đấy không? Thế à? Em không có nhu cầu. Quan trọng là mình được viết ra thôi mà. Chứ còn làm gì có ai lên đấy tìm. Không, như chị nghĩ đến chuyện đấy đấy. Toàn đã nghĩ viết một kiệt tác đúng không? Hy sinh cả cuộc đời. Và cái trải nghiệm đấy chắc là cũng vô giá đúng không? Nhưng mà cũng phải, chị luôn quan tâm đến việc là phải để lại dấu ấn. Thực ra em nghĩ là đấy, cái chuyện mà ai sẽ là cái người tìm ra cái cuốn sách được của mình ấy, mình không kiểm soát được. Em nghĩ là cái đấy nó thuộc về sự quyết định của bên trên. Nếu như cái quyển sách đấy của em nó đủ giá trị và kiểu ông trời nghĩ là con người cần tiếp xúc người đấy, chắc chắn là sẽ có người lên để tìm. Còn không thì là không. Và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em, cho nên là em cũng không có nhu cầu muốn ai lên đấy đọc. Vừa rồi cái câu hỏi cái câu trả lời vừa rồi nó mang nhiều cái phép ẩn dụ. Đúng không? Còn kiểu thì mình sẽ là kiểu kiếm chai lọ kiểu thả về đất liền. Đúng không? Đang là đảo mà. Thả đất liền. Thế bây giờ vẫn nối tiếp hoang đảo một tí. Em bỏ kính ra thì em có chết không? Và nếu mà ở trên hoang đảo mà em không có kính thì em có chết không? Thì tất nhiên là bỏ kính ra thì không thể chết được. Bỏ hết ở nhà rồi cũng không chết, nên bỏ kính không chết được. Chết được. Tên em không có kính không làm sao? Không sao. Ôi trời ơi, chết cô chẳng ơi. Không, đây twist. Tất nhiên là lên hoang đảo thì em sẽ không chết nếu như không có kính. Còn nếu như đang cuộc sống bình thường mà không có kính thì cũng thì nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Và nếu em phải tự làm kính em có làm được không? À, không. Tự thiết kế kính thì có khi có, nhưng mà tự làm
Còn tay thì rất là không. Chắc là cái gọng thì có thể làm được đúng không? Nhưng cái trong kính thì không. À, trong kính thì tất nhiên là phải thì thực ra em cũng là một người rất là kỹ ở trong những cái chuyện mà chọn những cái đồ đạc, đặc biệt là những cái đồ mà nó có function đấy. Function đấy thì ví dụ như là kiểu máy hút bụi này, máy sấy tóc này, hay là kiểu máy lọc không khí. Chứ phải siêu xịn đúng không? Tất nhiên, siêu xịn. Những cái đồ em thì em không quá quan trọng với chuyện thời trang hay là cái gì đấy, nhưng mà những cái đồ mà nó giúp ích cho bản thân mình thì em cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như cái bếp, hay là thì em thích dọn nhà mà, nên em rất là quan tâm những cái đồ đạc trong nhà, bếp, tủ lạnh, tivi thì nó luôn luôn là những cái thứ tốt nhất. Thì ví dụ tất nhiên những cái trên gương mặt em thì có bộ cái kính, thì em phải chọn một cái kính, cái gọng, mà gọng thì nó hơi thiên về thời trang một tí. Còn cái tròng ấy thì phải là cái tròng mà tốt nhất cho mắt của em. Nhưng mà trông này trông thời trang đấy, kính đẹp. Thêm một cái câu hỏi kinh điển nữa nhá. Cái hashtag bỏ là một cái chữ, chữ bỏ là cái chữ mà tôi mình nghĩ là có thể người trẻ thì cái sự bỏ nó không quá nghiêm trọng, nhưng mà càng có nhiều kinh nghiệm thì cái chữ bỏ càng quan trọng. Bởi vì về bản chất là chúng ta không có gánh vác được tất cả các thứ mình muốn. Mọi người đã thấy cái hình ảnh những cái lọ ấy đúng không, là chúng ta phải chọn những cái gì quan trọng bỏ vào trước thì chúng ta mới có thể chứa hết được những thứ quan trọng này. Thì bây giờ khi nghĩ đến chữ bỏ thì Tiên nghĩ xem là hành trình mà bạn đã đi qua thì có cái gì đầu tiên mà cái chữ bỏ nó sẽ mà bạn đã phải bỏ. Bỏ làm ca sĩ, bỏ nhiều, em là người bỏ rất nhiều, bỏ từ những cái thứ mà nó quan trọng nhất đến những cái thứ mà đơn giản nhất. Thế đấy mà là mua quyển sách về không ấy là em đã muốn bỏ đi ngay rồi. Thì những cái thứ quan trọng, những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời em cũng bỏ nhiều. Ví dụ như nhắc đến bỏ thì em sẽ nhớ ngay đến cái chuyện mà em bỏ cuộc sống ở Hà Nội để vào Sài Gòn. Năm 18 tuổi, một mình, không biết ở trong này có cái gì. Nhưng mà đối với một người yêu Hà Nội, yêu tất cả những cái thứ thuộc về Hà Nội như em mà bỏ cái cuộc sống ở Hà Nội thì nó cũng là một cái thứ mà nó cũng lấy mất trong mình đi rất là nhiều phần. Nhưng tất nhiên năm 18 tuổi thì mình không nhận ra chuyện đấy. Mình trẻ và mình có tương lai ở phía trước mà, cho nên mình cứ nhìn thẳng vào tương lai thôi. Mình là, Sài Gòn có gì, tương lai có gì thôi, chứ mình không nhìn lại những cái thứ mà mình đã bỏ. Bỏ Hà Nội này, bỏ ước mơ làm ca sĩ này, để chọn một cái công việc khác, đấy chính là làm nhạc sĩ và làm nhà sản xuất. Em bỏ nhiều thứ lắm. Và em cũng không ngại bỏ đâu. Mặc dù cái khoảnh khắc bỏ thì nó cũng không vui vẻ gì ấy, nó rất là khó khăn đấy. Nhưng mà thường thường khi mình bỏ đi một cái gì thì mình sẽ được lại một cái gì đấy. Đúng. Có cái bỏ nào em ân hận không? Hay là mọi cái bỏ mình nhìn lại đều thấy là nó rất là đáng? Không, em không ân hận. Em không ân hận bất cứ một cái quyết định nào. Bỏ thì càng không. Tại vì đấy như em nói thì thường thường là bỏ đi một cái gì thì mình sẽ được lại một cái gì, thậm chí mà còn mình còn không ngờ đến. Thế được cái gì rồi nào? Được nhiều lắm. CEO này. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn chứ. Cứ mỗi lần mà mình bỏ đi một cái gì mà nó càng quan trọng thì cái cuộc sống mình nó càng thay đổi theo một cái chiều hướng mà mình không thể tin được. Đấy, ví dụ như cái chuyện mà hiện tại em đang là CEO thì em đã làm CEO từ năm 2016 đến bây giờ. Em cũng phải bỏ rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Bỏ bớt đi những cái suy nghĩ, những cái tâm hồn nghệ sĩ của mình trong công việc. Và đấy là một cái bỏ rất là lớn để có thể mà đảm nhiệm được cái vai trò đấy. Tại vì cái mindset của người làm kinh doanh thì nó khác hoàn toàn với cái mindset của người làm nghệ thuật. Cho nên đấy cũng là một cái bỏ khá xót xa. Thực ra chị Trần Thu Hà có một cái câu so sánh rất hay với chữ bỏ. Đấy là nó như là cái con rắn lột da ấy. Nghe con rắn thì nhìn hơi kê, nhưng mà ý là một cái hành trình là mình lột cái da đấy mình mới lớn lên được ấy. Thì cái đấy quan trọng. Em sẵn sàng để bỏ mà. Nhưng bây giờ nhá, có cái gì mà em sẽ không bao giờ bỏ không? Bỏ được Hà Nội này, đúng không? Bỏ được cả ước mơ này. Có cái gì mà em sẽ không thỏa hiệp, và nếu ở cái khoảnh khắc mà em phải quyết định bỏ, em sẽ không bao giờ làm không?
em có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ, cái gì em cũng có thể bỏ được. Duy nhất một thứ em không bỏ, đấy chính là cái tình yêu âm nhạc. Thế nó quay về câu chuyện đọc sách nhé. Em có thể đọc rất nhiều sách đúng không? Có sách gì em không giờ đọc không? Có. Sách gì? Sách về vật lý. Em chưa đọc thôi. Em khó đọc lắm. Tức là em đã đọc rồi. Em đọc rồi chứ bạn, khó đọc. Thực ra em là người đọc mà cũng nhiều thể loại sách, nhưng mà tất nhiên có cũng có những cái sách mà nó khó vào được, tùy tùy giai đoạn, tùy thời điểm. Thì giai đoạn này thì em hơi khó vào những cái sách liên quan đến đấy, vật lý, khoa học, rồi là sách về địa lý các thứ này kia thì cũng hơi khó. Còn lại thì em nghĩ ok. Ví dụ như giai đoạn này thì em đang ưu tiên đọc những cái nó liên quan đến business này, về sáng tạo, về tâm lý đấy. Đúng hay sai khi người ta sẽ phải luôn hình dung mình trong tương lai, hình dung mình trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, với thì mình nhá, là đấy là việc kiểu phải làm. Còn em, ý là quan điểm của em. Em không hay hình dung hay là tưởng tượng cuộc sống của mình sau 5 năm hay là 10 năm hay là gì. Em không đâu. Em có thể thỉnh thoảng hơi ngoái nhìn về quá khứ một chút. Mặc dù cái quá khứ của em nó không bao giờ tốt bằng cái tương lai hiện tại của em. Nhưng mà ví dụ như để hình dung là 5 năm nữa như là không. Em không hình dung. Em cực kỳ focus vào cái khoảng thời gian này. Em đang rất happy với cái chuyện mà mình hàng ngày mình sống như thế nào, mình làm gì, mình ăn uống gì, mình đi chơi đâu. Em rất là ok với cái hiện tại này, chứ em không nhìn xa. Nhưng mà nếu mà em điều hành một công ty thì phải nhìn xa, thì có phải có chiến lược chứ. Ok, thì trong ngày có em, ví dụ em đi làm 10 tiếng chẳng hạn, thì em sẽ bỏ ra đúng từng này tiếng để em suy nghĩ về cái vision của công ty. Bao nhiêu tiếng trong một ngày? Cố gắng ít nhất có thể để lập kế hoạch. Thực ra em cũng không thích là một cái người mà lập kế hoạch đấy. Làm kinh doanh thì sẽ phải có kế hoạch tài chính, kế hoạch nọ kia, kế hoạch 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thực ra em không phải là người lập kế hoạch quá xa. Kể cả hiện tại bây giờ lập kế hoạch cho công ty em cũng lập không quá 3 năm. Hơn 3 năm lại không lập. Thậm chí đến bây giờ đấy, Covid các thứ, 1 năm kế hoạch 1 năm em còn phải thay đổi liên tục. Thì em không lập kế hoạch quá xa. Và em sẽ dành một cái khoảng thời gian nhất định trong ngày để lập kế hoạch. Và sau đó là em sẽ focus vào cái công việc và cái hành động ở hiện tại. Thì em cũng không bất công tưởng tượng tương lai đâu, em không tưởng tượng. Ok, rất khẳng khái. Thế sau đây thì em làm gì nào? Trong ngày hôm nay? Sau đây thì về lên công ty đi làm thôi. Hôm nay thứ hai mà. Các cuộc meeting. Rồi, cảm ơn Thiên. Cảm ơn chị Minh. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng ra là nếu mà diễn ra buổi chiều thì cuộc nói chuyện này sẽ hay hơn đến 30%. Sáng hơn, có thể hơi chậm thì hoặc buổi đêm. Buổi nhưng đêm mà chắc là cũng hay hơn. Nhưng mà Thiên với Thùy Minh là hai người rất hay nói chuyện với nhau. Nhưng mà sau này nó kéo cái việc là thính ra là chị khi mà chị nói chuyện với em bây giờ ấy, chị không có đủ cái sự mà siêu tò mò để mà tiếp tục kiểu như khai thác ấy. Tại vì thực ra là cũng rất là khó để kiếm được cái người mà mình nói chuyện được nhiều ấy. Đấy, và trong từ cái lúc mà quay Không Cay Không Về xong thì mình với Tiên gần như nói chuyện rất là nhiều và liên tục. Và nói chuyện cũng sâu đấy. Đấy, thì em cảm nhận được cuộc nói chuyện này như nào? Em cảm nhận được mà. Thậm chí em có thể đoán được là cái cuộc nói chuyện này nó sẽ như thế này. Tại vì đấy, có chị Minh có nhắc đến cái chi tiết mà cuốn sách Suối Nguồn ấy. Chị đánh dấu ở trang 400. Trong khi cái quyển sách đấy là nó hơn 1000 trang. Chị Minh tự hiểu ý của em chứ. 1210. Đấy, 1200. Trong đầu là các bạn ạ, đấy, chị Minh đã đánh dấu ở trang thứ 400 cho một cái quyển sách mà 1210 trang. Thì là các bạn có thể hiểu là chị Minh nghĩ gì về Tiên. Chị Minh không, thực ra là Tiên đang nghĩ gì về chị Minh. Chị Minh trông có vẻ là 1200 nhưng mà chị Minh chỉ 400 thôi đấy. Đấy, các bạn có thể hiểu được là chị Tiên và chị Minh nghĩ gì về nhau. Chị Minh qua cái dấu là... đánh dấu 400 đấy, là Tiên rất là giỏi đọc sách.
Và Tiên sẽ là người mà bằng mọi giá, Tiên có một cái đặc điểm cực kỳ khác với Thi Minh trong việc đọc sách. Đấy là Thi Minh là đọc đến đoạn này chán quá là nhảy sang cuốn khác để đọc. Còn Tiên là người là đã đào cái hố là phải đào cho đến cùng rồi mới chuyển sang sách khác. Đấy. Thì mình có thể là người mua, nhìn cái mua luật không kỹ gì là, nhưng mà Tiên thì phải hơi nghiên cứu kỹ lưỡng một tí xíu. Đấy. Nhưng mà hy vọng là một cái podcast thì nó sẽ, đôi khi nó sẽ mở như thế này. Nhưng mà cũng rất là, mỗi cái lần mà hội ngộ thì đều là lần mình vui mừng. Và nhất là cái thời điểm mà thì mình nghĩ là cái việc là Tiên hát trở lại này, không phải là luôn nhưng ý là một bài này, mà cái dự án của 1989 với các nghệ sĩ, thì xin chúc mừng cho mọi người. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cảm ơn Tiên, cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip.